Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang đã có cuộc họp thống nhất danh sách những người được xác nhận đủ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Hòa Vang thành lập 8 đơn vị bầu cử. Qua đó, các cử tri đã lựa chọn và bầu được 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, tỷ lệ phụ nữ trúng cử, tỷ lệ tái cử, tỷ lệ trúng cử trẻ tuổi, tỷ lệ ngoài đảng, cơ cấu thành phần trúng cử đảm bảo theo đúng quy định chung của Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử huyện Hòa Vang thống nhất ban hành nghị quyết xác nhận 32 ông bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026, có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của pháp luật.